triệt lông bằng lửa. Bạc lò xo, bảy chuột, đá và nước ngọt sắp tham gia thử thách mới tuyệt vời của Qua. Và đây là nhiệm vụ đầu tiên. Họ không thể nghỉ ngơi ngay cả khi hẹn hò. Mình băn khoăn không biết đó là cái gì. Một cái bẫy chuột và một cái lưỡi. Chỉ có con trai mới nghĩ ra trò này. Mình có thể làm điều này. Mình chắc chắn có thể ăn phô mai mà không bị sập bẫy. Đừng làm theo nha, cùng xem ở đây thôi. Ui, nhìn xem đau chưa kìa. Có đồ ngọt được cất ở đâu đó quanh đây. Bắt được rồi. Cùng tiếp tục thử thách bẫy chuột của chúng ta nào. Sau những trò như thế này, chúng ta có thể thấy rõ là mỗi đàn ông chỉ là một cậu bé sống sót sau tai nạn. Chẳng có con chuột Mickey nào bị làm hại trong quá trình thực hiện clip này. Ném một cái chai, sao cho nó tiếp đất bằng đế chai mà không bị đổ. Ngay lần thử đầu tiên, đừng bỏ cuộc nha. Yeah, mình làm được rồi. Ui, mình nghĩ là mình đã quá phấn khích nên bị cuốn theo trò này. Cho thử thách khó hơn chút nha. Dùng chai thủy tinh. Mình đã đánh giá thấp sức mạnh của chính mình. Được rồi, những người hàng xóm ở lầu trên của chúng mình cũng có thể tham gia thử thách. Mình hy vọng mình không phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn mong manh này. Nó từ đâu ra vậy? Đừng va trúng con chim hải âu này. Thời gian bay 3 phút. Cuộc sống của mình thật nhàm chán. Chai Pepsi Turbido đã quay trở lại. Wow, đây là cách tuyệt vời để mở một chai nước ngọt. Một thử thách tuyệt vời của Qua có thể làm bừng sáng cả ngày buồn chán nhất. Những ý tưởng thiên tài đang ập đến. Bạn đã sẵn sàng để vui đùa chưa? Đây có lẽ là cách nhanh nhất và nguy hiểm nhất để loại bỏ những sợi lông ngoài ý muốn của bạn. Đố! Đừng làm theo nha, cùng xem ở đây thôi. Mịn màng như da em bé vậy. Không có gì có thể làm anh chàng mọt sách mất tập trung khỏi cuốn tiểu thuyết mới này. Một quả bóng tuyết được ném chính xác,
là cách tốt nhất để gửi lời nhắn tôi thách bạn tham gia thử thách mới này đấy. Mình rất thích tấm bạc lò xo. Và trông mình thật tuyệt trong bộ đồ của môn đấu vật. Đối thủ nặng ký dễ dàng chinh phục nỗi sợ độ cao của mình và phá hủy lớp tuyết dày. Cùng tận hưởng cảnh này thêm một lần nữa nha. Anh chàng này chắc chắn đã học được cách kiểm soát trong mùa đông. Cái lạnh không bao giờ làm anh ta thấy khó chịu. Còn gì tuyệt hơn một cốc Cola lạnh vào một ngày nóng? Bạn mình từ Na Uy đã gửi cho chúng mình một thử thách mới. Mình thách bạn thử trò này. Thử thách được chấp nhận. Nhưng làm thế nào chúng mình có thể thực hiện trò này ở đây chứ? Chúng mình chưa bao giờ có được một mùa đông thực sự, ngoại trừ trong các bức ảnh. Một chút mưa đá thậm chí còn tuyệt hơn cả tuyết. Chỉ mất vài giây để dùng hết số đá trong một tuần. Tắt máy lạnh đi các bạn à. Quá dễ. Để đánh bại đối thủ trong trò chơi điện tử, khi bạn chỉ cần ngồi trên đi văng. Nhưng bạn có thể thực hiện tốt thử thách tiếp theo này không? Tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh tốc độ. Và chúng mình đã sẵn sàng để bắt đầu thử nghiệm. Máy chạy bộ còn có tác dụng khác ngoài tập luyện. Nếu bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình, nó sẽ trở thành công cụ hoàn hảo cho một thử thách thú vị. Bắt thật nhiều những viên kẹo M&M bằng miệng là điều mà chỉ một chuyên gia thực sự mới có thể làm được. Mở miệng rộng hơn. Có lẽ thử thách sẽ dễ dàng hơn nếu đồ ăn ngon hơn. Đồ ăn vặt nhiều quá trời luôn. Đừng làm theo, cùng xem thôi nha. Bắt đầu từ hôm nay, khoai tây có vị dày thể thao sẽ là món đồ ăn yêu thích của mình. Bạn có thích thử thách mới tôi thách bạn của chúng mình không? Vậy thì hãy bình luận bên dưới. Và cho chúng mình biết bạn đã từng phải làm điều gì đó điên rồ như thế này chưa? Và bạn thích thử thách nào nhất nha?
Và đừng quên đập tan nút đăng ký like video này và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ Wow Motion nha.